đánh sập đường dây cá độ hơn 2.000 tỷ đồng trong mùa World Cup. Ngày 7 tháng 12 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khám phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Hoạt động lưu động tại địa bàn các tỉnh Nghệ An, Đồng Nai, thành phố Hải Phòng, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu xác minh số tiền đánh bạc lên đến 2.000 tỷ đồng. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Nghệ An về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023, đặc biệt là truy quét loại tội phạm cá độ bóng đá dịp World Cup 2022. Công an thành phố Vinh đấu tranh, khám phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Hoạt động lưu động, liên tỉnh, bắt 14 đối tượng ở Nghệ An, Đồng Nai, thành phố Hải Phòng, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Vinh phát hiện nhóm đối tượng người thành phố Hải Phòng lợi dụng dịp diễn ra vòng chung kết World Cup 2022 tổ chức cá độ bóng đá cho các con bạc qua mạng Internet. Theo đó, để tránh sự phát hiện của cơ quan công an, các đối tượng sử dụng ô tô cá nhân điều khiển từ phía Bắc vào Nghệ An để tổ chức cho các con bạc tham gia cá độ các trận đấu diễn ra tại World Cup. Qua xác minh, ban chuyên án xác định nhóm đối tượng gồm Nguyễn Văn Chiến và Lê Trí Công đều sinh năm 1989, trú tại Hồng Phong, An Dương, thành phố Hải Phòng, lợi dụng việc thăm người thân, di chuyển đến địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An để che giấu cơ quan công an và tổ chức cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2022. Quá trình rà soát, xác minh, Chiến và Công là tổng dưới của Nguyễn Đình Quân, sinh năm 1993, trú tại ấp Lê Lợi 2, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Đây là đối tượng cầm đầu, có tiền án về tội cố ý gây thương tích và đánh bạc. Sử dụng tài khoản siêu tổng Super Master để tổ chức đường dây đánh bạc qua mạng Internet cho các con bạc tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng CQCSDT, ngày 1 tháng 12 năm 2022, Công an thành phố Vinh đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 14 đối tượng, gồm Nguyễn Đình Quân, sinh năm 1993, trú tại ấp Lê Lợi 2, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai; Đào Văn Quyết, sinh năm 1998, trú tại khu phố 4C, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 1989, Lê Trí Công, sinh năm 1989, Phạm Văn Công, sinh năm 1997, và Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1991, cùng trú tại thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng; Lưu Quang Vân, sinh năm 1990, trú tại thôn Ngọ Dương 3, xã An Hòa, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng; Lê Văn Thuận, sinh năm 1988, trú tại ấp 61, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Kiên Trung, sinh năm 1987, trú tại ấp 4, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai; Lê Duy Đỉnh, sinh năm 1994, trú tại tổ 15, khu phố 4, Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 1987, trú tại khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; Hồ Xuân Vũ, sinh năm 1990, trú tại tổ 5, khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai; Đào Thành Trung, sinh năm 1988, trú tại ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; Huỳnh Nhật Hòa, sinh năm 1996, trú tại 466-90 khu phố 8, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Kết quả điều tra bước đầu, Công an thành phố Vinh phát hiện từ tháng 6 năm 2022 đến khi bị bắt, Nguyễn Đình Quân tổ chức đánh bạc với tang số hơn 2.000 tỷ đồng. Riêng trong thời gian diễn ra World Cup 2022, đường dây do Nguyễn Đình Quân thiết lập có hàng chục đại lý, tổ chức cho hàng trăm con bạc tham gia đặt cược, số điểm đặt cược là 1 triệu điểm, tang số đánh bạc khoảng hơn 300 tỷ đồng. Tang vật thu giữ gồm 1 ô tô, 15 điện thoại di động,
nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vinh cũng phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng các đối tượng sử dụng để giao dịch cá độ để tiếp tục đấu tranh. Mở rộng chuyên án.